Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm nguyên hàm của f(x). Thì chúng ta tính cái nguyên hàm thì chúng ta sẽ có f(x). Thì đối với cục này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân cần phân. Mình sẽ đặt u bằng lnx. Đạo hàm chúng ta có du bằng dx chia cho x. dv chính là 1 chia 3 dx. Như vậy chúng ta sẽ có v bằng x chia cho 3. Như vậy chúng ta sẽ có u nhân v trừ cho du nhân cho v. Chúng ta có x chia cho x là 1, chúng ta sẽ có dx. Như vậy chúng ta có fx nè. Bằng cái cục này. Tiếp tục, chúng ta có điều kiện ở đây. Như vậy x bằng e y bằng 1 chia cho 5. Như vậy, chúng ta thế 1 chia cho 5 vào đây. Chúng ta thế e vào đây. Ln e, chúng ta có số 1. Số này với số này chia cho nhau bằng 0. Như vậy, c bằng 1 chia cho 5. Bây giờ chúng ta đi tìm giá trị cục này. Thì bây giờ chúng ta thấy cái cục này nè. Vào đây. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại. Thì chúng ta có x chia cho x bình phương là 1 chia cho 3 ln x chia cho x. Cục tiếp theo là 1 chia cho 3 nhân với lại 1 chia cho x. Và 1 chia cho 5 nhân cho 1 chia cho x bình phương. Chúng ta biết nguyên hàm của lx chia cho x là lnx tất cả bình phương chia cho 2. Cục tiếp theo, 1 chia cho 3, ln giá trị tuyệt đối của x. Cục tiếp theo, 1 trừ 1 chia cho 5, nhân với lại x. Như vậy chúng ta có cận từ e cho đến e mũ 3. Chúng ta thấy số này vào. Số này vào. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại. Ln e mũ 3 thì chúng ta tính ra được số 3. Cái này là cũng là số 3 luôn. Còn này là số 1. Này là số 1. Và bây giờ chúng ta rút gọn lại thôi. Chúng ta lấy cái số này trừ với lại cái số này. Chúng ta ra 2 chia cho 3 trừ cho 1 chia cho 5 e mũ trừ 3. Còn cục này trừ với trừ là dấu cộng. Bây giờ chúng ta có cục này. Chúng ta có e mũ trừ 3 chính là cái số này. 2 chia cho 3 là chữ C. 1 chia cho 5 là cái cục này. Như vậy chúng ta thấy các số này vào.
Thì chúng ta có cục này bỏ vào đây, cục này bỏ vào đây, 2 chia 3 bỏ vào đây, bấm máy tính ra cục này. Đó chính là 4 chia cho 15. Và mình chọn câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.